đây điện thoại giá rẻ luôn anh ơi. Rồi anh chị nào có điện thoại hư bể, laptop, mặt phẳng, tivi hư thì đem ra đổi buồn nha. Đổi điện thoại hoặc là bán thẳng cho em luôn cũng được, không thích đổi. Đó đường nó về Cao Lãnh đó. Có lo kẹo kéo luôn nha, em bán lo kẹo kéo còn bảo hành nha. Xài cũng được 2 tháng còn 10 tháng bảo hành. Anh chị nào mua thì liên lạc, hoặc là có gì hư bể đồ xưa đồ cổ đem ra đổi với em. Rồi điện thoại giá rẻ mày. Rồi điện thoại giá rẻ này. Ở đây không có được chân điện thoại nhiều nha anh chị, dân tình phức tạp lắm, ở đâu cũng có dân xấu và người tốt, người xấu, ở đâu cũng có thành phần mà bất hảo, ở đâu cũng có người tốt, nên chân điện thoại nhiều, chân nhiều là nguy hiểm. Mình chân ít thôi, có gì còn xây sở kịp và trở tay kịp với tụi nó. Buôn bán này cũng nhiều cái vui mà cũng nhiều cái bực bội lắm. Anh chị có buôn bán anh chị sẽ hiểu. Nhất là cái nghề nhạy cảm này. Cái nghề nào mà gọn nhẹ mà dễ có tiền vô túi tụi nó, hoặc là dễ bỏ túi, dễ giật dọc tụi nó thì tụi nó sẽ làm à. Bí đường cùng tụi nó sẽ làm à. Hoặc tới cơn là nó sẽ làm thôi. Nên là không có chân nhiều nha. Một số chân ở ngoài là đồ không được hoàn hảo, ở trong thì tốt. Đó, nó có lấy thì ông mà còn xây sở kịp. Chứ giờ anh chị mà chân đồ giữ ra là mệt với tụi nó. Ở đâu cũng vậy. Mình phải thận trọng là hơn chứ giờ nói gì giờ. Đâu có ai để chữ tốt trên trán đâu. Nó không chết thì mình chết, bây giờ là chơi khô máu. Ví dụ như nó mà làm bậy thì mình phải lụm thôi. Người ta tốt mình tốt lại, người ta xấu người ta hại mình thì mình phải chống trả thôi, chứ không lẽ để cho người ta giật dọc hay là người ta đập mình. Nó lấy đồ mình thì mình có quyền một là báo địa phương ở đây, còn không thì báo không kịp thì mình phải ra tay thôi, chứ để tụi nó giật dọc điện thoại, giật laptop, giật đồ là nguy hiểm lắm. Bởi vì tụi em đi là tụi em lúc nào cũng thận trọng, tốt xấu thì để từ từ thời gian trả lời chứ không có nói trước được. Ra đây mà buôn bán mà chân nhiều là mệt, giữa chợ trời này kêu la với ai, tự thân tự sinh tự diệt và tự đề phòng tụi nó thôi. Không phải chân đồ nhiều là hay đâu, chân đồ nhiều mới có đồ nhiều, hay là chân đồ khoai lang vậy là không có đồ xịn đâu. Người
ghét người thương đâu có ai biết được. Em chỉ tâm sự chia sẻ như vậy thôi. Anh em nào cảm thấy thích nghe thì nghe, còn không thích nghe thì lướt qua thôi. Với em thì rất người miền Tây, rất là thật lòng nghe, không có nói xạo nha. Người miền Tây có sao thì nói vậy, chia sẻ kinh nghiệm với anh em nào trong buôn bán hoặc là trong giới đồ cổ, điện thoại, laptop hay là tivi gì đó, mua bán thì người ta sẽ hiểu lời em nói à. Và mua bán mặt hàng nào cũng vậy thôi, mặt hàng nào cũng có cái khó khăn và cái thuận lợi. Chúc anh em một ngày vui vẻ hạnh phúc nha. Rồi điện thoại giá rẻ đó anh ơi, giá rẻ nè. Rồi điện thoại giá rẻ luôn.